bên này đang có tay hay là có người đấy. Là đúng đấy, đúng đấy. Bây giờ nó phải luôn đề phòng mà. Anh ngồi bên này thì nó sẽ đề phòng bên này. Cùng nó thì một nhân vật khỏe lắm. Lông có đẹp má, yên tâm lông đẹp nhà luôn. Lông đi được được vợ ăn cảm ơn. Con nước gù của anh lông xấu lắm. Nó nuôi một nhưng mà anh chỉ phê bình mỗi thằng Hưng ở nhà. Hưng là chim nào. Mà chị. Đây. Yeah. Cho anh em nhé. Thế hôm nay không mang một cây mì tôm đi chỗ ăn. Bao nhiêu năm hết. Nếu gặp đại chủ. Không. Cho thẳng nha. Nó đi bẫy là rơi xuống keo cành mục, rơi xuống xuống hồ nước này, sông vớt đi nó lại họ tìm, nó tìm nghỉ mới rồi. Chim gì sống sâu luôn hả? Sông này sông gì, sông Hồng hay sông gì á? Kiểu cái sông bình thường ấy, sông 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 có nước ấy, nước như dưới sông này này, nhưng mà sâu không, chìm nghiệm chút rồi. Chủ chim treo vào cái cành nó buộc cái mục này, nó gãy mẹ rơi xuống sông, xong rồi tìm một lúc 10 phút 20 phút sau tìm được con chim lên, nó lý thở nó vẫn lên, nó vẫn hót bình thường. Á quân số bát anh 017 siêu cúp Việt Nam ở ở đâu thôi đấy. Thì đấy là ông ấy. Không nghĩ nó bị hỏng mắt này đâu. Nó mới hỏng năm ngoái. Khi một nhân tài nhìn già quá, anh biết quá già. Già mà. Tuổi thọ nó quá cao rồi. Nhớ tiền chuẩn cho công phải 15, 16 mua nó chuẩn đúng không á? Chuẩn. Mà có lấy giống được đó. Chưa ăn ạ. Em vừa rồi em không để ý, nên để ý thì đi đem qua qua ghép vừa rồi mày dòng tông tử đấy, dòng này được. Em để danh hai cái mày đẹp lắm, hai cái mày gọn lắm, cứ chuẩn mày là được mà. Để cho nó thay lông được này xong mặt nó cứ nhìn bên kia là nó sẽ cảnh sát, một mắt là cảnh sát hai bên, mất tập trung nữa thì đâu mất tập trung. Bà mua gọi ngô bảo anh Nam nhà cho nó ăn. Nó ăn nghe hào hào ấy. Giờ hết mì tôm rồi. Nó ăn hào hào ấy. Đúng rồi, mất cầm mắt. Anh Nam bảo mà chưa bây giờ ra viếng mắt mà thay được cái đổi mắt, anh Nam đổi mắt cho luôn. Đổi luôn. Đổi mắt cho chính mình được. Thay được thì kinh tế. Mày khéo tới tu lăn nè. Ủa thân mày. Đấy, đấy. Mày làm đi tôi thấy ổn làm phở. Mày không giữ được. Ủa. Mà đến bác Trọng còn phải mất đi. Mình là cái gì mà sao không mất được. Ủa cuộc sống. Ủa cái một nhân tài đấy, nhân tài. Hôm nay anh mới biết đúng chuẩn bị ngon mắt rồi. Anh không nghĩ nó như này đâu, anh nghĩ nó to hơn rồi, em chăm nó còn khỏe đấy, nó bo thì nó bia lông đẹp hơn nhiều luôn. Ôm sạc hết. Ngày xưa nó xôm xôm xôm. Đúng. Ngày xưa to lắm, nó xù lên như này này. Ngày xưa còn ở cái bả vai nó cũng bị đúng không? Anh không nghĩ, anh và anh cũng nghĩ ra nhận ra nó. Nhưng cái lông đuôi thiếu là anh nhận ra được. Bao giờ tìm được những cái binh nó như này này. Đúng rồi, ngay trước của anh Nam phở này người phải. Đời đâu đấy. Đời đâu ở ngoài Hà Nội đấy. Khó mà tìm ra. Thế nào? Sao? Chú Bác nhá. Nào, ui dồi, cô gái yêu thế nhỉ, siêu thế nhỉ. Nào, bác to này, cất đi. Nào, cất đi.
Chào anh em nhé. Em tay đúng rồi, bôi lên. Đây đúng là hương thoại và hương thoại đấy. Nói đầu tiên là nhà anh Phúc, đưa anh Phúc ăn ở, anh giữ anh Sơn. Hôm anh còn giật mình đưa anh Sơn cũng thật lâu rồi mà. Anh Phúc đưa anh Sơn là anh không nghĩ là anh Phúc bán cho anh Sơn đâu, anh nói thật. Không nghĩ nữa. Đúng rồi, anh Ngọc ngờ ngang với anh Nam là một mà. Đúng rồi. Anh em một một đôi mà. Anh Ngọc từ giờ hủ rồi qua anh Nam đúng không? Anh Ngọc có ngân hàng mà là đấy chủ ngân hàng đây. Xong rồi mình mua được đưa lại cho anh Phúc. Anh Phúc đưa về rồi kem anh Trường Sơn. Nhưng mà anh cũng nghĩ là nó học một bắt là nó bị bây giờ nó kiểu như nhỏ mình chơi anh chơi nhưng mà thay vì nó nhảy liên tục vậy thì bây giờ nó phải xoay lại, nó phải nhìn, nó phải đề phòng, mất tập trung hơn, mất tập trung ấy. Nó mắng ấy. Đừng có đi mua đây tôi à. Đó bây giờ ca nguồn đồ bình thường. Vẫn áo đồng, vẫn đồng này là chiến đấu thôi. Thanh đồng là gắn bó với chiến binh. Chào Hải Quay nhá. Có một con chiến đấu. Hải Quay này, Hải Dương này cũng có con gà nó mơ mắt đi để ăn liên tục đúng hai nhưng mà nhiều khi nó cũng bị rớt không rớt bố đây nó cười hay rớt bố quỳ đá thanh long đôi tiên ạ à. Cho anh tận dụng nha kỷ niệm luôn ngay bà. Ok người khoáng á à. Em đang live stream giờ live stream vào nhớ trên mình chiều cho anh Phúc hôm đấy cũng đâu phết rồi đấy 2017 trước buổi đúng không hay quá hay quá bữa giờ có đá được đồ nào không hay hôm bữa anh xem TikTok thì bảo hủy keo bữa giờ có đá lại chưa. Đâu rồi vừa sung lắm. Vẫn sung lắm. Bởi thấy chím xuống là nó đậu lên. Em dùng chanh được em dùng cục chanh cũng được. Đúng rồi cho cặp mãi chưa. Nó già rồi không còn trước nó còn có cái nâng ở nâng như con gù thấy thấy trầm đẹp lại lại năm nay hết được long này vầng cảm ăn đấy và đuôi nó ra gần như đủ ấy. Nó vẫn khuyết ở giữa thôi biết nó à ok Hải. Được vừa rồi quên bảo đem qua bên Sơn gạt thử để vài tháng làm gì nếu đang long thì phải cho cắt ra mà còn nếu mà không long thì uống liên tục cũng được ngàn tấm ảnh kỷ niệm anh
Nào anh đang chụp. Cảm ơn mày. Mày tập nhiều thì anh Ngọc không ăn lái. Anh có số. Ngờ ngang để phông ạ. Chú đi đường à? Chú đi đường à? Không có mạng à? À, anh đang ở trong nhà em Khánh Nguyễn. Đang ngồi với chiến binh ở ngàng đây và gọi cho chú qua FaceTime ra xem nào. Không nhau nữa em à. Đây. Quê rồi cũng nhau nữa. Gần ra rồi mà anh em gần ra rồi mà anh em chuẩn bị lên xe về rồi. Anh ngồi nhà Khánh Nguyễn này. Em chào anh Ngọc nha. Em chào anh Ngọc nha. Chủ chim này, chủ nhà này. Em chào anh Nghì nha. Chưa anh Nghì ạ, chuẩn bị anh ạ. Chuẩn bị đang đợi xe. Ghé nha em chơi tí. Giả quá em ạ, hỏng hơn mất rồi. Nó giả quá rồi. Nó quay sang bên kia thì nó lại tìm bên này, đâm ra nó bị mất tập trung, nó không thi đấu được nữa. Vâng, rồi nó mất mắt bây giờ nó khó đấu. Mà đây, anh Khánh Nguyễn chậm lương đẹp không nghe mà. Đấy, nó đang quát tháo, âm cũng nhiều. Đấy, nó nghe thấy chú là anh Ngọc à, nên nó bảo anh Ngọc à. Đấy, Ngọc ơi, đây đào tạo đang ngỡ ngàng. Cho ăn thì tôm với ngô cay nó vẫn ăn. Anh vào đấy, ba đợt ra. Tối nay anh ra. Ừ. Cái mặt từ cái má, bùng luôn mà em. Đây, chiến binh đấy. Nó chiến binh đẳng cấp và huyền thoại của anh em mình đấy. Cảm ơn Dũng nha. Đưa lại ở đất Huế, đó là số 3. Trên bên kia của anh hôm nay, anh cũng chia tay rồi. Anh bán ở miền Bắc mình, bán cho em Hưng. Ok, cảm ơn bạn nha. Hưng à, sắc là ngọt đấy. Lại là bom tỉnh. Anh em thôi mà, phải chậm thôi. Bởi vì là anh cũng khó khăn. Vì là như thế đâm ra là anh chia là anh thích một cái ao, một cái đầm rất là rộng 10.000 mét. Ừ, anh cầu anh mua lại rồi. Hai anh về là anh ra hợp đồng. Ngay cách xưởng cá có 1 km thôi. Thôi, xe taxi phải không? Em gọi taxi. Anh đi lại cho nó thuận tiện rồi, có chỗ anh em mình giải trí cuối tuần thôi. Anh thích gì cũng ok em. Ok em. Cho em đi làm đi. Tông cầm thiên sơ giống như ca thì sao? Bỏ lên ghế. Thiên sơ đẳng cấp. Thiên sơ nổ lề nó cao. Ngoài những cái trận siêu quy biến. Nó còn tư sư tốt quá nè. Anh Nam chuẩn bị ra Hà Nội không nhau nữa. Ừ rồi. Mẹ bung cái đang đeo vào chim đá. À thằng bói à. Nó lấy giải nhất ô tô không phải đùa ở đâu. Không phải đơn giản đâu. Hỏi đây boy. Vâng, mở nha. Anh à.
có khi em sang đi. Vào đây em, vào trong này đi. Cái đó cái lẫn, ai đi vào nhà đi trong ấy. Ôi, tôi hỏi mới gặp nó máu đấu đấy chứ. Nó máu đấu đấy. Mà nó mất tập trung rồi, nó phải xoay tìm thể để nó nhìn tôi. Con này cũng nhảy nhảy như ngựa ngang em này. À. Nó nhảy lực như ngựa ngang. Đã hai cầu thắng mà anh biết rồi. Đấy hai cầu thắng là anh biết rồi. Bây giờ thì cho nó đi chơi ở đâu? Ai đi vào nhà đó, đi ra ngay. Vẫn chưa huy tự gì xuống đồng gì. Dạ. Khỏe à? An toàn. Chứ còn thì khi nó có duyên đi. Dạ. Ai biết nó như nào nhỉ? Thiên Sơn là đục châm. Đục dễ chơi. Đánh nước rút. Đục hớt là đục gắng này. Nước rút đứng ở góc biển thôi rồi. Chiến binh mà cửa ô tô không nói chuyện nữa rồi. Chẳng có bằng rục là rục toàn chiến đó. Rục cả cầu, cắn mỏ, nhanh mà rục tốc độ được. Tốc độ đi, chứ nhưng nó làm sao bằng Thiên Sơn được. Thiên Sơn rục giả mang lắm. Thiên Sơn mà cửa ô tô còn nó còn chưa được giải nào. Chỉ hụt thôi. Thế mới làm vào chung kết rồi. Thiên Sơn rục chung kết thì giả mang chậm phát giả mang. Nếu bên nói về đồ đục có là tuyệt vời rồi, 11 điểm, chắc khoảng 10 điểm ạ. Đâu nó chỉ như này thôi, biết nào đi. Nhìn chỉ cần hàng trăm trạm cọp sư gông, độ tuổi bằng cọp sư gông thôi. Sau có sẽ học hàng ca sạc 10%, hoặc sớm cũng 28 nữa. Hôm nay con 227 cũng kinh. Gặp ba con tuổi cho mà vô hùng ba con đập ghế cổ. Con này đứng lúc còn... Đừng thôi, mà cứ 1 năm 2 năm lông rồi, vô đặt 5 năm luôn nha. Lông trái trái nhỏ mà này. Lông trái cái size 36. 36, 36 năm. Thế giờ khỏe. Trẻ chân sơn. Tới thì em cho đi chơi đâu? Chưa việc ạ, bây giờ hết dài rồi. Thì đúng độ thì cho nó chơi trẻ mẹ nó đến cái 3 chỉ năm xị. Ô bóng dạo tối luôn anh ạ. Chưa, con đi chân chưa đâu, đang nói cho kỹ đi. Chưa biệt lông ấy, chưa biệt lông ấy, chưa biệt lông thằng mấy. Chưa lông thì đơn giản đi. Thay lông khỏe. Thay sớm. Thay vòng một mạch. Chim biển. Lận thì mà màu nó vẫn... À đi vô nhà đó. Con này vẫn chui màu ấy. Thế với cái giá trị của chim. Thiên Sơn nó nước, mà nước rút nó mạnh. Nhất khoát cả cánh luôn. Cấp chấn về câu cầu trọng nó chấn về kén đấy thôi. Mà bố chủ vừa sáu con rục ú cho chúng kẹt con rục gì sơ con rục hớn người ta đờ nữa ú giờ khẳng khắc chi công an gì vậy thằng binh này nhưng mày con này nhảy cóc làm chi nhảy cóc nó có được rục con tiêu hạ cũng bức cóc gì nó cận câu đó. Ý mới chín như này thôi là đủ chết. Đuôi chín rồi. Đang đai thai hẳn. Chín như này thôi là nhiều. Cái đối thủ đó phải sợ, nó khiếp sợ rồi. Cần gì để như này nè. Để ở nhà là cứ vậy là. À không thấy kim thì nó cứ nằm im ấy. Thấy kim là lật quẹt. Đúng. Thế mình nói thế đi. Hiền lắm. Để bình thường cũng hiền lắm. Chào Pháp nha. Chính mình đã mở cửa ô tô rồi, đâu phải được dán vé 20 triệu. Khoái lòi mắt luôn. Hôm đấy mình thấy mấy ông mang con chim. Thì nhớ đâu quê mình bán mấy trăm triệu. Giải thì đéo được. Chưa Phạm ạ. Cái như này là đủ chết rồi. Nhiều con đang sợ rồi bỏ rồi. Nếu là nó lùi sẽ trồn rồi. Hai con nhiều khi nó không muốn chơi. Ngang á, nó phải đông đông chim lên. Phải đông đông lên. Một con nào thì vậy thôi. Nếu là nó thay lông à? Dạ, nó bảo điểm lông rồi đấy. Ừ. Nó là thỉnh thoảng nó đang thực lực. Nhưng mà ngờ ngang nó bảo điểm, một điểm sau, một tháng sau nó bắt đầu mà đổ mạnh.
nó lúc nào mày? Ừ, em chăm nó mấy năm em biết rồi. Nhưng mà làm cách nào để phẫu thuật được mắt không mày? Không được anh ạ. Bây giờ phải phải điền ra 108 đỉnh nhất thì mày ra thay mắt được. Đúng rồi, tinh thể. Cho anh cứ ngàn đục từ tinh thể. Làm 15 phút là xong hả? Ăn được ăn. Đục từ tinh thể thay mắt mới cho anh cứ ngàn. Mắt mắt lén, đôi lén với thằng. Hả? Đôi lén vô. Nhiều có được nhiều. Cọp rồi. Được được, em bảo em nhận được rồi, đừng ruột rồi má, anh lên đơn cho em rồi, em bảo anh nhận được rồi, sao bây giờ bảo chưa được. Thì giao dịch luôn em ạ. Lồng hai con ăn một con không chơi. Với cả nó bị kéo một mắt rồi nó chơi làm sao được. Năm giờ rồi. Xe mấy giờ chạy? 6:30 hay 6 giờ? 6 giờ thôi, 6 giờ nó gọi cho mình. Người chạy qua đây đổ hay sao? Anh đúng. 6 giờ chạy con bị xe. Anh chạy lại cho. Đến chạy bên chơi bác anh đấy. 6 giờ anh có mặt rồi đấy. Em cất cất cho nó nghỉ đi. Xem mình một. Không thôi chỉ nắn. Hả? Không thôi chỉ nắn. Nên xong nhớ vào mang một cây mình bị tôm. Được. Nhớ bạn nó mà thật. Em ruột mất rồi, em thấy con nên ruột mang tự anh Nam mới đánh quay tôi nhắn làm chi đi chơi. Tại đó rồi, cái bây giờ thật. Cũng cho thằng rụt hơn là bây giờ tôi nhắn. Cái hôm nó đánh trả tôi lúc còn 6 con nó đánh rụt nhất khoát luôn. Chúng kể đó. Ui thằng rụt như trời. Nó ra ngoài mất 2 nhịp thôi nhưng lúc nó quay vào. Đến nhà góc của bạn luôn. Rụt nó rụt vừa chở cảnh nó vừa xe luôn. Mình chờ thuyết phục. Thuyết phục luôn. Nó chỉ cần tràm tràm cọp xe con cỡ 1 mua 2 mua. Năm. Chào anh em nha. Xin những con trẻ.